Mến chào quý vị đến với kênh Hello Tiền Giang. Hoa xin chúc quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ và thật nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Hoa đang có mặt ở đình Thanh Phước, địa chỉ là khu phố nội OB, thị trấn Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh. Để nhóm ba của Hoa cưa mấy cái cây sao và mấy cây nhỏ nhỏ ở trong đây để sửa chữa đình lại. Chú Dân thì đang cưa hai cây lồng mứt. Cây này thì có thể làm đôi guốc để mang. Hồi nãy bà của Hoa có lên cưa ở phía trên để bà leo lên luôn. Bà của Hoa leo lên cây sao luôn rồi. Cài hai thân. Chú Dân thì cưa cây lồng mứt bên đây. Ba của Hoa thì cưa cây sao chính giữa nè. Anh Hiền thì cưa tỉa cành cây dầu bên kia, do là nó cản trở nhánh của cây sao nó không xuống được á. Đây cái phần tán lá của nó nè. Đây là lá của cây lồng mứt với lại hoa của nó. Cái cửa này là cửa của cổng đình thần. Ở cái tán lá như cái quạt vậy đó. Cây sau bên đây thì nó lấn át cây bên kia. Cây sau kế bên thì nó nằm gieo qua bên trường học, nó nghiêng hết cái phần tàn qua bên dãy phòng học không à. Đây là gỗ của cây lồng mứt nè. Nó giống như là của cây vú sữa. Nó có mủ ở gần cái phần da. Mời của Hoàng mới chèn cái sợi dây 26 ly. Dây lớn. Ba của Hoa cưa cây sao này thì nằm ngang cái phần chánh điện của đình thần luôn, thờ thành hoàng bổn cảnh. Trời mưa lâm râm luôn, không biết mưa mây không. Tiếng máy cưa đang giật nổ là do là có tiếng nhạc nên Hoa xin phép giật cho máy nổ để lắng át tiếng nhạc, cũng rất là ồn, mong quý vị thông cảm cho Hoa nha. Hoa cũng không muốn giật máy để làm ồn như vậy đâu. Một bên thì đang trời mưa lâm râm, một bên thì đang nắng, ba của Hoa vẫn làm luôn. Ôi cái phần nhánh này dài lắm. Nó đang đâm cái phần nhánh qua bên cây lâm vồ luôn.
Cái bằng nhánh này là ngay cái miếu luôn. Ở phía dưới là cái miếu nhỏ. Trời ơi. Ủa cái nhánh dài dữ qua đất luôn. Qua mặt đất luôn. Dư đâu có mét mấy 2 mét. Lại cái nhánh vịnh cái nhánh kìa chú ơi. Ôi. Mấy cái đá, bằng đá đó bị hư cái phần chân ghế rồi. Không có dời đi được. Dài à, phía bên kia là cái sườn của cái địch. Ui. Ờ, ông Thị dây anh Hiện vô ba em kìa. Quấn ha, quấn thêm vòng nữa. Cái nhánh quá dài luôn. À, do là mấy cái phần cột của đình đó, nó bị mục, bị mối ăn rồi. Với lại 126 năm rồi, cái phần đình thần đó. Và bây giờ tỉa cành mấy cây sao này để sửa chữa lại cái đình thần. Đúng từ từ ơi. Đúng từ từ thôi. Cái phần nhánh nó dài ghê. Dài hơn cái phần ngọn luôn. Rồi xuống đi, xuống đi, xuống luôn. Trời vẫn còn đang mưa lắm đó.
mưa và gió nữa. Thời tiết hình như là đang chịu ảnh hưởng của bão ở miền ngoài á, ảnh hưởng ở phía trong này mưa lâm râm thôi, không có mưa lớn. Cắt bớt cái chân nó được. Rồi tới mái nhà vệ sinh luôn. Đây là phía trong của đình thần, đình Thanh Phước. Cánh dài dám hơn 10 mét thôi. Rồi chú nắm lại xúc ra đó luôn á chú. Chú Văn chạy đi. Có gì anh Hiền leo lên mấy ngày vệ sinh cưa luôn cũng được. Đúng luôn đây. Thợ cưa, thợ phụ dành với thợ cưa luôn. chứ được. Chứ đừng ngồi cản lại. À, tại vì ở phía trong kia có cái tủ kính nữa. Cái tủ kính nè. Còn nguyên nha cả nhà. Dùng nhẹ nhẹ chứ Dân ơi. Chứ Dân đứng sẵn đỡ rồi cái tủ kính không hả? Và nhánh vào nó bể à.
thứ dữ luôn. Hôm nay chú Đường leo mấy nhà, leo cây đâu luôn rồi. Mưa đang nặng hạt luôn rồi. Hồi ba của Hoa chắc là cưa hai cái nhánh này nữa, chắc đi xuống hoặc là cưa cho nó hết luôn á. Chứ leo lên leo xuống thì rất là mệt. Hai người kéo anh Hiền với chú Đường. Cái đường quá phụ anh Hiền. Nó bị trượt gốc rồi, trượt cái cây. Cây đó sao vừa nổi mà bắn luôn. Quay đầu nhỏ lại chú. Rồi, lăn qua. Nó bị trượt cái gốc, nó kẹt dây rồi không xả hai cái phần nhánh nó xuống được. Trời ơi, trời trơn. Gạch nó mưa nó trơn. Xuống rồi nè, đợi chỉnh nha. Chưa, từ. À, dướng con gạch bên đây rồi sao đẩy nổi. Đúng vô, đúng sau vô. Bên đang cây lụm đúng bên đây. Rồi. Hồi nó chợt đó. Lấy cái cây khác chim vô lại đi. Rồi, xuống rồi. Để trả cho đi. Trời, trời ơi, bà Hoa đu cái nhánh này đi xuống không hả? Hả? Cỡi ngựa này, cỡi ngựa trên không luôn. Thấy không cướp không? Từ từ. Chưa. Phước dẹp mình mấy chân. À, nếu mà không trời không mưa là ba cắt mấy cái nạn đó nữa là xong hay là còn cắt nhánh nào nữa không ba? Còn cắt đó, cắt cái đọt luôn. Cái đọt luôn. Cắt đọt luôn. Bấm đọt luôn. Khó bấm đọt luôn. Bấm đọt bị sập cái cây. Giặt bên đây 4 nhánh nữa là xong đó. Nó kêu vậy đẹp rồi, thấy vậy giờ là tỉa mấy cái cái nung đuôi cuốn rồi. Bạn nãy nói sớm rồi, cưa luôn. Cái gán cực chút xíu. Cưa tệ sát luôn. Nhánh bự á. Cưa bớt nhánh bự nữa để cho đựng nặng cái cây. Nhánh nhỏ chứ không phải nhánh to. Nhánh nhỏ thôi. Chú Dân, theo chú Dân nãy chú dám đu giống như ba con đi xuống không? Chú Dân đu, không có đu, hơi giá chuyện luôn. Chú Dân này... Chú Dân rồi giá được. Chú Dân này dạng là... Chú rồi lên làm bằng chứng. Cái cổ cũng giá giống cái đồ ta. Nghĩ sao, chú ôm đồ sư phụ. Tám đảo. Vô lấy đồ của anh Hiền đó không à. Vậy nó phụ luôn. Cái nền gạch nó trơn lắm nè. Nãy chú Đường bắt nguyên ếch bự. Nãy chú Đường bắt ếch gì cái nền gạch này nè. Thế nóng này là banh cái tay luôn. Kìa, đứt đi, bỏ đi, bỏ đi. Còn cưa nữa chú ơi. Mày nhanh lên, nhanh lên hả? Nhanh.
Hồi nãy thì ba của Hoa leo cây lòng mứt đi lên, bây giờ leo dây đi lên. Một cánh cửa đó thì cỡ 3-4 người kéo mới khiêng đi mới nổi á. Rất là nặng. Trời mới vừa mưa xong rồi, cái phần da của cây sao thì nó cũng trơn lắm. À, ba con Hoa chỉ leo lên cưa mấy cái nạn nhỏ nhỏ phía trên thôi, nên chia ra làm cho chú Dân với anh Hiền ra ngoài trước. Nãy trời mưa nhỏ nhỏ chừng 5-10 phút nữa là ba con Hoa cưa xong rồi, không cần phải leo lên lần hai. Lúc nãy thì ba con Hoa tưởng là cưa cắt vỏ phần ngọn, nhưng mà cưa cắt vỏ phần ngọn thì cái cây nó sẽ bị sợp sau này, nó không có lỡ nhiều, hư cây hết. Ồ, có nhánh nhỏ bên đây không ba? Nhánh nhỏ này nè. nãy giờ Hoa chỉ lộn thôi. Tưởng nhánh nhỏ xíu chĩa vào cái định này, nhánh lớn đó. Cắt 3 nhánh bằng bụt bài à? Cái khác đó, cái khác. Dướng cái gù kìa. Nắm đuôi gì lại Hiền ơi? Đi từ từ thôi, trời mưa trơn á. Nắm đuôi, tới giờ. Qua đây nào. Rồi lại bỏ cái nhánh. Chứ đường lại phụ luôn. Vừa xả dây vừa kéo luôn. Không gì xong rồi. Có gì đây nè. Nhắm nhẹ. Bu đây ba, dĩnh ra về chứ đường đi. Ai cái bự. Chổi mấy cái phần lá. Rồi. Nương lại nha. Chín ơi. Chín hay quá. Rồi ba con Hoa cưa sát mấy cái phần nạn phía dưới nữa là xong. Nếu mà để như vậy thì cây vẫn mọc nhánh nhưng mà nó bị thúi cái phần nạn hết á. Để đây nè chị. Đưa nhà tắm đi chị. Rút đầu kia lên đi. Con bà nó xuống trong đó. Rút dây vô. Còn trả bằng xuống nha. Trả từ từ xuống nè. Ba của Hoa cột ở trên vai với lại là cái phần háng. Cột cái đùi không thì bị xiết cái đùi. Cái này thì ba của Hoa sẽ vịn lại để cho chú Đường xả ba của Hoa xuống.
cột trên cột dưới thì mình có thể tựa lưng ra phía sau, không hơi xoay. Mà con hai thì đu xuống từ từ để cắt mấy phần nạng đó đó. Sợ con kiến cắn bông giải thôi rồi đó. Cái nạn ở phía dưới nó hơi khô đó bà, ngay chân bà. Bà con hồi đi xuống. Chứ đường cắt tiếng không nhấn gì không không nhấn gì không để đang cưa cái kia tắt máy. Trong cái hàng rào có lá thối địch, nó hơi thủng thủng. Dây gớt quá quá mạnh rồi, xong cắt cái này nữa tôi rồi vậy là nó xong rồi ba. Cây hai những phần nhánh của cây sao thì ba của hoa cưa gọn gọn ha, cho mấy chú dễ dọn dẹp, mấy chú mấy bác dễ dọn. Ở trong đình Thanh Phước thì không có sử dụng củi, cái này gỗ và phần nhánh này thì sẽ do nhà nước xử lý sao.
Và ba của Hoa cũng đã cưa xong cây sau luôn rồi. Đây, những phần nhánh này không có chĩa vào trong cái đình Thanh Phước á, không có chĩa vào bên cái đình thần nữa thì không có cưa. Do trong đình thì cần những cây sao lớn và những cây sao tự nhiên á, nên sẽ chừa lại như vậy. Hoa cũng xin phép tạm dừng video tại đây. Hoa cũng mong là quý vị sẽ để lại bình luận phía bên dưới để góp ý cho kênh của Hoa ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn quý vị vào những video mới tiếp theo. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi. Dạ, kính thưa quý bà con, hôm nay là mình đã làm xong cái công trong cái khuôn viên đình này, cũng theo sự yêu cầu trong ban thánh tiết. Bây giờ là ban quý tế đó, rồi thẩm gài ở trong ban quý tế cũng tiếp đón trong nhóm thời cưa rất là nồng hậu. Rồi cho nên bây giờ mình hôm nay là mình đã hoàn thành rồi, mình xin để chào ban quý tế, mình đi nơi khác nữa. Cho nên bây giờ có ban quý tế đây, mình tỏ lời cảm ơn luôn. Dạ thôi, anh xin cảm ơn các anh, cảm ơn anh Tám, rồi anh Giao ha, rồi anh Tư. Bây giờ chúng ta thấy năm luôn viện sát luôn ta đã hoàn thành. Thì cũng xin cảm ơn mấy hôm nay là mấy anh lo chu toàn cho tụi em ăn ngủ nghỉ ngơi này kia. Thì quý lần nữa anh xin cảm ơn trong ban y tế mình nha mấy anh á. Không có lời nào anh. Nói chung thì qua cái việc làm của mấy ngày hôm qua, nói chung là cái thay mặt ban y tế rất là cảm động với sự nhiệt tình của ekip của thầy cư của anh Chính, gọi là du khỉ trên cái du khỉ trên tay. Nói chung là cái không phải riêng mình tôi mà toàn tập thể của ban y tế cũng như nhân dân ở đây, người ta cũng nghe tin của du khỉ về đây để phục vụ cho cái cắt hết một số cái nhánh để nó làm hư công trình sau này á, với lại chỉnh trang lại. Nói chung là rất là cảm kích với sự trách nhiệm của ekip, phải nói là riêng bản thân cũng như ban y tế là rất là thấy trách nhiệm rất là cao, làm một cách gọi là chu đáo và bảo vệ cho cái việc làm rất là hay. Nói là qua xem TV rất là nhiều nhưng mà diễn kiến trực tiếp mới hiểu được cái chuyện làm trách nhiệm của ekip của du thị. Rồi cuối cùng thì thay mặt ban y tế rất chân thành cảm ơn các anh đã đến địa phương của đình Thanh Phước để cộng sự, để trùng tu, để làm cho nó khang trang sau này, để phục vụ cái nhân dân trong những thời gian sắp tới đây. Cảm ơn. Rồi một lần nữa anh thay mặt cũng trong nhóm anh cũng cảm ơn trung ban y tế, thì cũng kính chúc các anh luôn luôn động dồi dào sức khỏe để phục vụ cho cái việc thờ cúng trong đình, với lại là cũng giúp đỡ cho bà con trong cái đình chùa miếu. Thường thường người ta có cái gom lại những cái quà này để tiếu đừng là làm từ thiện cho mấy người nghèo khổ hơn mình nữa vậy đó. Thì cái đây là rất là trân quý. Thôi em cảm ơn quý anh nhé, anh cảm ơn anh nhé, quá là nhiệt tình. Cảm ơn ekip rất là tốt. Chào quý bà con mình nhé. Tạm biệt, về hẹn ngày gặp lại. Chúc anh cũng mạnh khỏe. Dạ. Giờ bữa nay đi đâu nữa đây? Giờ em đi về Củ Chi. Rồi, xin chào anh. Cảm ơn mấy bác. Nói với anh Chính này nè. Nói chung là công trình đã khởi công, nay cũng được trên dưới tháng rồi. Thì cái tương lai để chuẩn bị cho cái hoàn thành cái ngôi đình á, thì thay mặt ban y tế cũng mời anh cái lễ hội kỳ năm 2024 á, để mời anh với nguyên cái ekip về đây để dự cái lễ hội kỳ. Thì cũng vừa là khánh thành của cái ngôi đình cái ngày mấy tháng mấy anh? Cái theo cái thông lệ hàng năm á là ngày 16, 17, 18 tháng 2 âm lịch.
Dạ, nó coi như là năm nào cũng phải tổ chức vậy đó. Dạ. Đó thì năm nay nó có rất là may mắn là được mấy anh nè, rồi những nhà hảo tâm của các công ty lên lên để trùng tu tôn tạo gia của ông. Dạ, dạ. Thì cái chính thức này đó thì mời anh. Dạ. Ở đến thay mặt trong nhóm anh cũng rất là cảm động có sự lời mời đó là tại vì anh cũng quý anh mới mời nên thay mặt nhóm em cảm ơn mấy quý anh đó. Dạ. Thì thăm qua mấy anh với trong nhóm kính lời thăm sức khỏe gia đình họ hàng mình hết nha. Dạ. Tôi cũng dân miền Tây. Dạ. Tôi dân Long An. Dạ Long An. Dạ dạ. Em ở Tiền Giang chắc lên rồi. Dạ. Tiền Giang. Tiền Giang thì có ông anh cô cậu với tôi đang ở dưới á. Dạ. Dạ. Ngay chỗ hãng bia Tiger á. Dạ. Đó có vô khỉ lên kiểu. Dạ dạ. Để họ kiện. Dạ dạ. Để Tiền Giang người ta. Dạ. Được cái diễn kiến. Dạ dạ. Ba có biết có chị dưới này nè, mà đi xuống cưa giùm cây dừa mà nó để quá tối quá không có làm được. Dạ. Dạ. Bữa nay giờ cho mấy em đang làm bên đó rồi. Có người nào. Xong rồi chú đường về thôi chứ không. Vậy là cũng vâng. Dạ dạ. Vậy là cũng vâng. Cũng công đó chị. Tại em đang làm đây thì cho nó nó làm kia. Dạ. Dạ. Có dịp mừng. Dạ. Mừng thật ghê. Dạ. Có thật là tôi cười. Cái ngôi đình Thanh Phước đang được trùng tu lại do là mấy phần cột nó bị mối ăn từ ở trong phần lõi bên trong. Đình này là mấy cái phần cột là được 126 năm rồi, rất là lâu đời luôn á. Mấy phần cột kèo được làm từ những cây gỗ xưa. Hoa cho quý vị xem lại một lần nữa ba của Hoa và nhóm cùng cưa tỉa cành và có hạ mấy cái cây để sửa chữa công trình lại. Tổng là khoảng lớn nhỏ là khoảng 20 cây. Và nhóm ba của Hoa gồm có ba thợ cưa và một người thợ phụ á, thì làm trong vòng chỉ có một ngày thôi. Và cũng đã xong rồi. Hoa xin phép tạm dừng video tại đây. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm và ủng hộ cho gia đình và nhóm ba của Hoa. Hoa xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều.